Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video về cách reset máy mục kim Sumta Serial 3 và cách vô chương trình của máy mục kim Sumta Serial 3 này. Và trước tiên mình sẽ vô chương trình cài đặt chương trình của máy. Và mình trước tiên mình sẽ bật máy lên và mình bấm đồng thời A và E, đồng thời A và B để mình vô chương trình của máy. Khi mình bấm A và E vào màn hình nó chớp chớp như vậy thì mình tiếp tục mình vô chương trình của máy. Trước tiên mình sẽ vô chương trình A và A2 là mình sẽ vô tốc độ của máy. Mà mình bấm C, tốc độ của máy là tối đa là 4.000, mà mình tăng giảm trong khoảng tổng hợp phạm vi 4.000. Còn nếu như các bạn muốn tăng lên 4.000 thì mình sẽ vô chương trình bên trong để mình tăng lên, và mình mới tăng được trên 4.000 được. Và cái máy này mình đã tăng lên trên 4.000 và mình sẽ tăng lên các bạn thấy. Và khi mình tăng vô chương trình trong, mình tăng lên 4.200 rồi thì ở đây mình tăng lên không được nữa. Nếu như các bạn muốn tăng nữa thì các bạn sẽ vô chương trình trong. Còn nếu như mà vô chương trình trong không tăng được 4.200 thì ở đây mình sẽ không tăng được nữa. Và nếu như các bạn mà muốn tăng trên 4.000 thì các bạn có thể để các bạn bên dưới mình sẽ hướng dẫn thêm. Và tiếp tục mình vô A3. A3 là tốc độ cắt chỉ. Khi vô A3 tốc độ cắt chỉ thì mình bấm C và tốc độ cắt chỉ mình tăng giảm. Đây là các tốc độ dao cắt chỉ nha các bạn. Rồi khi mình tăng lên thì dao cắt chỉ nó cắt nhanh hơn. Và mình bấm OK. Bấm OK nút nhớ là nút C luôn. Đó, và nó đã lưu đúp tốc độ rồi. Và mình bấm tiếp tục A7 thì A7 là tốc độ là mối đầu. Và mình vô C, mình bấm C và đây là tốc độ là mối là 1.150 và mình tăng lên. Mình tăng lên tối đa là 2.000. Là đây là tốc độ là mối rất nhanh nha các bạn. Nếu như mà nhanh quá nó sẽ bị tụt chỉ thì mình giảm xuống, hoặc là nhanh quá bị nhíu đầu thì mình giảm tốc độ xuống. Đây là tốc độ là mối đầu và mình bấm OK C. Và A8 là tốc độ là mối sau. Mình bấm C và mình tăng giảm. Đây là tốc độ là mối sau nha các bạn. Đó, và đây là tốc độ là mối sau. Và mình bấm C để lưu. Và mình muốn làm mối tự động làm mối cắt chỉ thì mình sẽ vô chương trình A19. Đây là chương trình A19, là chương trình là tự động cắt chỉ làm mối. Khi các bạn vô chương trình này thì các bạn sẽ cho máy tự động cắt chỉ luôn. Và mình bấm C thì mình từ 0 là bình thường nha các bạn. Và mình sẽ tăng lên 2. Tăng lên 2 và mình bấm tăng lên 2 là nó tự động cắt chỉ lại mũi luôn. Là mình bấm C. Đó, mình bấm C là để lưu. Và mình bấm thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài. Khi nút đã lại mũi rồi thì mình sẽ điều khiển máy. Máy nó sẽ tự động cắt chỉ. Đó, và đây là tự động cắt chỉ. Khi tự động cắt chỉ này khi mình sẽ dùng vô cái mục đích là chốt nha các bạn. Chốt khi không cần nữa thì mình sẽ vô A19 và mình bấm C và mình hạ xuống 0. Không là cái máy đã trở lại bình thường. Máy trở lại bình thường. Và mình sẽ vô cái chương trình là kim cao kim thấp. Kim cao cắt chỉ mà cho kim cao hơn cái chân vịt
mà thấp hơn dung dịch thì mình sẽ vô chương trình số A60 nghe bạn. A60. Rồi bò mình bấm C. Đó, từ 0 mình chuyển lên lên 1. Rồi là kim nó đi lên cao hơn. Đó. Bò mình bấm thoát ra ngoài cho các bạn thấy. Đó là kim nó đi cao hơn. À, kim các chỉ điểm dừng của kim nó cao hơn. À, và khi không cần nữa thì các bạn vô lại chương trình 60A60. A60 và hạ xuống 0 thì nó lại trở lại bình thường và mình lưu lại. Và nếu như các bạn muốn cho máy chạy ngược thì các bạn vô chương trình A65 và mình bấm C và mình giảm xuống 0 là máy nó chạy ngược nha các bạn. Mình giảm xuống số 0 là máy chạy ngược và mình tăng lên số 1 là máy chạy xuôi và máy chạy lại bình thường. Và mình giảm xuống 0 là máy chạy ngược và mình bấm OK là máy nó sẽ chạy ngược rồi. Và mình tăng lên thì máy nó sẽ chạy bình thường. Rồi còn nếu như các bạn mà muốn mà mở cái chương trình mà tăng tốc độ trên 4.000 thì các bạn liên hệ với mình nha, tại vì mình chỉ ra thì sẽ có nhiều người